là giáo viên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, thành phố Cần Thơ. Nhưng do di chứng của bệnh sốt bại liệt, hai chân đi lại rất khó khăn, nên cô Bùi Thị Hồng Nga phải nghỉ hưu sớm. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực và miệt mài với công việc thiện nguyện. Năm 2006, cô mở lớp dạy Anh văn miễn phí cho người khuyết tật. Đến năm 2019, cô chính thức thành lập cơ sở Hồng Nga dạy Anh văn, hội họa cho con của người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn. Xem như tôi tiếp tục cái công việc của mình là công việc giảng dạy và công tác thiện nguyện, và chọn đó là cái con đường mà mình sẽ tiếp tục cho tới khi nào mình không thể làm được nữa. Bởi vì mình giúp đỡ những người mà đang rất cần tới mình, nhất là các cháu mà có nguy cơ bỏ học. Thấy được việc làm ý nghĩa nhân văn của cô Nga, nên nhiều tình nguyện viên đến xin dạy miễn phí. Lớp học của cô Nga chủ yếu dạy cho các em đang học cấp 1 và cấp 2, bắt đầu từ 8 giờ tới 11 giờ chủ nhật hàng tuần. Theo đó, từ 8 giờ tới 10 giờ sẽ dạy Anh văn và từ 10 giờ đến 11 giờ sẽ học họa. Hiện có 20 em, có khi lên đến 25 em theo học. Con học được hơn 3 năm rồi, con cảm thấy là con cũng quen được những người bạn mới, con có thêm kiến thức, tiến bộ hơn rất nhiều. À, con cũng nói chuyện tốt hơn. Em rất là vui và em sự cảm ơn với thầy cô đã giúp em học tập. Ngoài ra, cô Nga còn tham gia quỹ tương trợ An Phong để giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư, bệnh nhân chạy thận hay quỹ đen Đom Đóm cấp học bổng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo. Bên cạnh đó, cô còn vận động trao tặng hàng ngàn xe lăn, xe lắc, cây gậy cho người mù, xây dựng nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở. Cô Nga cũng rất là chủ tâm đến an sinh xã hội cho người nghèo và cho các hội viên người khuyết tật. Cô Nga có tấm lòng hết sức là lớn lao và đã được rất là nhiều người ủng hộ ở chỗ là cái làm của cô rất là tốt. Cô đã từng vận động để trao quà cho người nghèo, trao quà cho các hội viên khuyết tật, rồi các chương trình tặng cho các em học sinh nghèo. Và đặc biệt cái lớp học của cô thì Anh văn miễn phí rồi họa. Những việc làm của cô Nga không chỉ giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh mà còn giúp cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tốt hơn, chuẩn bị hành trang kiến thức cho cuộc sống.